bạn chỉ có thể đau khổ trong dòng chảy của thời gian. Bạn đang đau khổ và bạn có nhìn ra một điều là khổ đau của bạn luôn gắn kết với thời gian không? Bạn không thể đau khổ ngay lúc bây giờ, ngay lúc đang là này được. Ngay giây phút đang là mọi thứ đều mới mẻ tinh khôi. Ngay giây phút đang là, bạn là con người mới, cả thân lẫn tâm, thì làm sao bạn có thể đau khổ được? Đau khổ luôn gắn với chân lý quá khứ, hoặc với những cảm xúc lo lắng, bất an về một điều gì đó trong tương lai. Quá khứ và tương lai chính là thời gian do tâm trí đặt ra, còn giây phút đang là nằm ngoài thời gian. Bạn chỉ có thể đau khổ trong dòng chảy của thời gian, nhưng chắc chắn bạn không thể đau khổ nơi thời gian không tồn tại. Nơi thời gian không tồn tại chính là giây phút đang là này. Khi bạn tắm mình trong giây phút đang là và đứng rớt lại vào dòng chảy của thời gian, thì bạn được tự do, thì bạn được giải thoát khỏi chính những ràng buộc do tâm trí tạo ra. Bạn trở nên tinh khôi, mới mẻ mỗi giây phút, và đau khổ cũng sẽ không thể chạm đến bạn được nữa.